nay vừa Đan Mục Viên chuyển giao một tác phẩm với cả hội anh em Bắc Linh. Đấy, giao dịch tương đối là lớn. Đấy, hôm nay là lễ bàn giao cây. Đấy, giữa hai anh em. Đây, còn cây này, cây ba thân là của anh Tín. Đấy. Hai thầy trò lổ hai cây. Đây, chủ nhân của cây ba thân đây, anh Tín. Anh về lấy cho anh cái đốn. Anh về lấy cho anh cái đốn. Không, cầu lên anh. Lấy cái đi. Đây, lấy. Cái đốn quan trọng gì? Anh lấy cho anh cái. Sang anh Tín cầu cái.
Thank you.